Chuyển sang cảnh báo thời tiết, dự báo chiều nay Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chiều nay, khu vực Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông ở Đồng Phú, Phước Long, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Kiên Giang. Mưa xuống sau cả ngày nắng mạnh, nhiệt cao rất dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét. Mưa vào khoảng giờ tan tầm, ai cũng thường có tâm lý vội vàng trở về nhà, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Và để đảm bảo an toàn, quý vị chú ý quan sát, bởi trong gió có thể làm các biển hiệu, mái tôn, cành cây rơi xuống lòng đường. Đây là mối nguy hiểm tiềm tàng. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải.